sư phụ cho con hỏi được không? Con chưa hỏi. Đâu có ca bài mưa trên phố Huế hả? Tại vì con á, chỗ gán tập ca bài đó mới là biết ca được rồi. Sao? Sự khác nhau giữa người có điện và người có linh căn là như thế nào sư phụ? Có điện á, là giống như điển là cái người đó có một chút xíu tâm linh, những người gì, những vị thiên lý thần trên trời nói chuyện ứng khẩu qua điển, tức là một luồng điện xuống. Còn người tâm linh mà linh căn á là thuộc dạng là quốc nguyên sát luôn, đổi tiếng nói luôn, con là đang tiếng Huế hả, có thể sổ tiếng Nam phà phào luôn á. Đó là linh căn, hai cái khác nhau. Còn điển là mấy vị chỉ, ví dụ như là một người có cái điển đứng đó, thì ví dụ như Phật Hoàng Âm hay là Thiên Ma đứng gần, nó cho một cái xanh cái message vô đầu con, nhưng cái âm thanh, cái điệu của con cũng giống nhau, cũng vẫn bình thường tiếng Huế. Còn linh căn đó là con đang nói tiếng Huế, con người ta nhập vô cái con nói là tiếng Bắc hay là tiếng Nam cũng không chừng nữa, khác nhau đó. Thời nay linh căn nhiều lắm, linh căn rồi không phải một, có những người xã hội á, nhiều người, có lúc là người tốt, có lúc người xấu. Tại bên cõi vô hình cũng y như chúng ta thôi nha, tiên cũng có tiên tốt, tiên có tiên xấu, thần có thần tốt, thần xấu. Mấy cái đó ở bài trên chỉ phụ biết, dù biết ai là ai, nhưng mà dù không có để cho đệ tử gặp những cái người bị nhiều. Làm như vậy á, họ mấy con sẽ còn feel lắm, mấy con sẽ đi lạc đường, tại không có đủ cái lực để phân tách, không biết ai là người xấu người tốt. Nhưng mà thì con lần nhỏ gì mà hãy âu vậy, ngồi đây nè, bên này ló qua đây nè, ở ngoài đời ta đâu có hiểu, ta tưởng chỉ đâu cao siêu lắm, không có hào quang đen thôi à. Rồi ngồi đây luôn, ngồi thôi à, ngủ sư phụ làm cái này, ngủ sư phụ làm cái kia, đâu có thích làm đâu. Thì nó cũng có cái dạng giống như những vị thiên lý thần á, mượn cái khẩu để nói chuyện, rồi cũng làm chuyện công đức. Rồi, ở trên trời chư Phật cha rồi mấy vị thì biết à, cái này là điển của ai, điển của một vị ABC không có tên tuổi trái đất mình, nhưng mà họ có tên tuổi trên trời, mượn qua cái khẩu của người này làm công việc này thì họ được khoe địch với cha, có công đức với cha. Thì nên thời nay nhiều lắm, bên Việt Nam giờ nhiều. Còn nhập đồng nhập cao bón quá trời luôn á, Mỹ này như cũng có phải không ta? Có đó, trên điện mẫu mình có nhiều người bị đó, họ có linh căn á, cái họ mang cái xác. Có một bác kia sư phụ hay kể mảng nó lên núi hoài, thì nhập vô chỉ mục đích là chào sư phụ thôi, chào một cái là gặp là mừng rồi. Cái bác kia 80 tuổi sang đi lô lên, nó ngồi ngay cục đá, cái lúc mà ai cũng đi restroom hay đi đâu hết, cái con mình bảo cái bà lướt qua lúc lại không có ai, cái là ẹo vô cái là bắt đầu nói tiện, nó nói ra cái giọng của trẻ măng lại liền, không có giọng già. Mũi chà quên Vinh nhìn ra mũi không. cái mình á, trời ơi, bà già bà tám mấy tuổi mình nó kêu là huynh chứ muội, viết trước là huynh nhìn ra muội không à, cái đó cũng nhiều. Chỗ nãy mình ăn cơm chứ thì còn gặp nhiều đó. Rồi cái con làm quan công mượn cái xác thằng kia vừa tới mặt đỏ lên rồi, quá không
kẹo ngày. Cho nên sư phụ có những người kết sư phụ là toàn là dạng giống con đại điển linh căn. Ngày hôm qua kia có ông thần đó mọi tự bên xa xôi á mang cái xác cũng về, con người phàm mình thì ít có ai nhận ra được. Người phàm thì cũng ok, cũng có một số nhận được, nhưng mà không có bằng mấy cái dạng đó. Những dạng đó đó họ chết sống họ cũng phải gặp. Tại trên trời khó gặp cái vụ hơn là trái đất này. Nhưng trái đất này cũng giống như hiện giờ mấy con ở Houston hay là Maryland, Virginia, thậm chí là có đại tử nào mới bước vô Brazil nữa kìa, Naui, cũng là vé máy bay ngồi ngủ thôi hoặc lên đó chơi điện thoại ít nhiều cũng phải gặp được á, thì cũng còn có lý. Chứ còn chờ mà mai mốt mà Đức Thầy mình xuất hiện mấy con mình không biết có bao nhiêu cuộc ngồi nói chuyện kiểu này á, con nghĩ thử. Khi sư phụ là người quan trọng rồi, bất cứ người nào bước vô đây cũng có thể tà mà lấy súng nó bắn này sao, phụ đâu dám ngồi đây nữa đâu. Không phải là sợ, nhưng mà sắc phàm á giữ là giữ cho dạng dân bá tánh tánh, chứ không phải là giữ cho sư phụ, giữ cho nước Việt. Còn bây giờ thì họ cười nhe răng ông nói khùng nó điên đi, khi nào mà đờn mà xuống tông á tôi mới tính, còn giờ nó mới có dạo phút đầu ở Việt Nam á, cũng có một số thì có hiểu được á, mà đa số là chưa có hiểu.